Thông tin liên quan đến tình hình thời tiết hiện nay, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm và có dấu hiệu suy yếu dần. Sáng sớm nay, tâm của áp thấp nhiệt đới vẫn nằm trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ chỉ khoảng cấp 6 và giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp ở trên khu vực Bắc Biển Đông. Từ giờ cho đến khi suy yếu dần, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới vẫn gây gió mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới sẽ từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ Đông. Vào chiều tối qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra mưa lớn, khiến quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắc Hà bị ngập sâu. Lượng nước đổ dồn về quốc lộ 14 gây ngập sâu và một đoạn đường khoảng 200 mét. Vị trí ngập gần cầu Đắc Uy có chỗ ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét. Do mưa xảy ra vào khoảng giờ tan tầm, nhiều người lưu thông rất khó khăn. Ô tô bị ùn tắc kéo dài vài trăm mét, nhiều xe máy bị chết máy giữa đường. Theo người dân địa phương, quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắc Hà cứ mưa lớn thì bị ngập cục bộ. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được khắc phục và xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xử lý khắc phục sạt lở núi Bà Hỏa tại mái ta luy trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài thuộc phường Lê Hồng Phong. Dự án sẽ tiến hành gia cố mái ta luy dương như xử lý bề mặt mái dốc đá, phạm vi xung quanh vị trí sạt lở. Gia cố bề mặt mái ta luy bằng hệ lưới thép sức kháng cao, tích hợp lưới địa kỹ thuật, tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 65,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, còn lại ngân sách thành phố Quy Nhơn. Việc xử lý khắc phục sạt lở mái ta luy đường Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ triển khai từ nay đến năm 2024. Trước đó, vụ sạt lở núi Bà Hỏa giữa thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào tháng 10 năm 2021 đã khiến 3 người dân bị thương và đường Nguyễn Tất Thành phải đóng một chiều suốt một năm qua. Đến nay mới có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án khắc phục sạt lở.